Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Thị trường nhà đất. Thị trường bất động sản đã trải qua 2 năm đầy biến động, với hàng loạt dự án bị đóng băng và những khu đất phân lô, nhà phố liền kề đang dần mất đi sức hút. Nhưng đằng sau sự im lặng của thị trường là những chuyển biến thầm lặng mà không phải ai cũng nhận ra. Liệu giá đất giảm sâu đến 30% có thật sự là cơ hội vàng cho người mua? Hay cái bẫy lãi suất đang trực chờ những nhà đầu tư chưa kịp thoát hàng? Hãy cùng chúng tôi khám phá tất cả ngay trong video này để hiểu rõ về những động thái mới nhất của thị trường. Tình hình thị trường bất động sản đã trầm lắng suốt 2 năm kể từ khi các ngân hàng có động thái siết chặt hạn mức tín dụng cho lĩnh vực bất động sản vào đầu năm 2022. Cơ bản, chúng ta đã trải qua 2 năm với nhiều thách thức, không chỉ từ việc tín dụng bị thắt chặt mà còn bởi sự bão hòa và trầm lắng trống chung của thị trường. Dù đã có những điều chỉnh về mặt luật pháp, nhưng các nhà đầu tư đang dần rõ sức ép từ lãi suất cao cũng như sự yên lặng kéo dài của thị trường bất động sản. Đây là một giai đoạn mà bất cứ ai tham gia vào thị trường này đều phải đối diện với không ít khó khăn. Trước đây, việc phân lô bán nền từng là xu hướng mạnh mẽ, nhất là ở các khu vực vùng ven các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, số lượng các dự án phân lô mới đã giảm đáng kể. Các chủ đầu tư và nhà đầu tư không còn hào hứng với việc phát triển thêm các dự án mới, mà thay vào đó, họ đang tập trung vào việc giải quyết các tồn đọng của các dự án cũ. Các khu đất nền đã có sổ đỏ, tức có đầy đủ pháp lý, được săn đón nhiều hơn bởi những người mua có nhu cầu thực. Tuy nhiên, đối với những dự án chưa có sổ và lại chịu sự điều chỉnh của luật mới, tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Các công trình xây dựng cũng đang bị đình trệ. Việc phát triển ồ ạt như trước đây, dọc theo các tuyến đường mới mở, các tuyến đường cao tốc hay vành đai đã không còn phổ biến nữa. Những dự án trước đây chạy theo quy hoạch hạ tầng, đua nhau phân lô và xây shop house đã dần thưa thớt. Một phần là do dòng tiền của các công ty bất động sản bị thu hẹp, phần khác là do thanh khoản thị trường rất kém. Thêm vào đó, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao khiến các doanh nghiệp càng e dè hơn trong việc đầu tư vào các dự án mới. Hàng tồn kho trên thị trường vẫn còn rất nhiều. Nhiều dự án chỉ hoàn thành được một vài căn nhà mẫu nhưng cũng bị bỏ hoang vì không có người mua hoặc chưa có người đến ở. Vấn đề pháp lý vẫn là một rào cản lớn mà đến giờ vẫn chưa thể tháo gỡ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các dự án cũ mà cả các dự án mới cũng gặp khó khăn trong việc triển khai do có quá nhiều ràng buộc liên quan đến luật pháp. Chuỗi cung ứng vốn cũng bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến cho thị trường càng trở nên u ám hơn. Theo những ghi nhận gần đây từ các khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng các dự án bỏ hoang, không có người đến ở vẫn phổ biến. Các dự án mặc dù đã bán theo hình thức hợp đồng mua bán, nhưng hiện nay vẫn rất yên lặng, không có giao dịch nào diễn ra. Trong phân khúc nhà liền kề, các căn hộ có giá trị trên 2 tỷ đồng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Thậm chí, có những căn nhà đã giảm giá 3 lần liên tiếp nhưng vẫn không thu hút được sự quan tâm. Đặc biệt, có những căn nhà ở khu vực Long An đã rao bán suốt 2 năm với giá từ 3 tỷ 200 triệu đồng xuống còn 2 tỷ 600 triệu đồng nhưng vẫn chưa bán được. Tình hình bán đất nền dự án càng khó khăn hơn. Trong bối cảnh nhu cầu thực dần chuyển hướng sang các loại hình nhà vườn, nhà dân hay nhà trong khu vực đã có cư dân sinh sống ổn định, việc mua bán đất nền càng trở nên thách thức. Những căn nhà có sự kết hợp giữa đất thổ cư và đất vườn, hoặc đất vườn có một phần thổ cư, đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ những người mua có nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc mua cho gia đình. Đa phần, những người mua này là những người có tài chính sẵn có. Họ không chọn vay vốn vì ai cũng nhận thấy rõ bẫy lãi suất ngày càng rõ ràng hơn. Những người này sẵn sàng thanh toán ngay và mua nhanh chóng, nhưng với điều kiện giá cả phải thật sự hợp lý và hấp dẫn. Thực tế, trước đây, phần lớn các giao dịch trong các dự án nhà phố liền kề, đất nền dự án ở vùng ven chiếm đến 90% là do các nhà đầu tư. Giờ đây, khi các nhà đầu tư vẫn chưa thể thoát hàng, thì rõ ràng việc xuất hiện các giao dịch mới là rất khó. Đi đâu cũng nghe mọi người hỏi,
thị trường bất động sản sao rồi? Dạo này thị trường khó khăn quá. Nghe thôi cũng đủ cảm nhận được áp lực từ thị trường. Ở các khu vực vùng ven, nhiều dự án đất nền dù đã có sổ đỏ và nằm dọc theo các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ vẫn đang giảm giá bất ngờ. Giá đã giảm đến 30% so với trước, nhưng người mua vẫn không mấy mặn mà. Đối với các khu phân lô bán đất nền chưa có sổ, tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa. Khách hàng hiện nay đã có thói quen hỏi về pháp lý nhiều hơn và yêu cầu về các tiện ích cũng cao hơn. Đặc biệt, ở các khu vực vùng ven, đường xá phải rộng rãi, thoáng đãng. Bởi lẽ, chọn mua một căn nhà ở quê để nghỉ dưỡng mà lại chọn đường nhỏ, chật chội thì chẳng có nghĩa lý gì. Các căn nhà riêng lẻ đã xây sẵn tuy vẫn có giao dịch nhưng rất yếu ớt. Nhiều chủ đầu tư trước đây khởi nghiệp từ thầu công trình, giờ đây cũng đang đau đầu vì bán chậm. Họ tích lũy được một số vốn rồi dồn vào việc xây một vài căn nhà phố để bán kiếm lời. Nhưng hiện nay, thị trường không còn sôi động như kỳ vọng. Họ buộc phải giảm giá để bán nhanh, dù lợi nhuận không còn nhiều như mong muốn. Dù không bị áp lực về tài chính, nhưng với thị trường bất động sản đang yếu đi, việc giữ tiền trong bất động sản cũng không còn ý nghĩa, buộc họ phải giảm giá để dễ bán hơn. Trong khi đó, có tin đồn rằng giá đất ở Hà Nội đang tăng, làm nhiều người lạc quan rằng thị trường sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Những yếu tố pháp lý, nguồn cung và tín dụng vẫn là các rào cản lớn khiến thị trường bất động sản chưa thể phục hồi trong ngắn hạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Như chúng ta đã thấy, thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức, từ những dự án bỏ hoang đến tình trạng pháp lý bế tắc và nhu cầu chuyển dịch sang nhà vườn, đất thổ cư. Đây là thời điểm mà cả người mua lẫn nhà đầu tư đều phải cẩn trọng và nắm bắt rõ cơ hội, rủi ro. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Thị trường Nhà đất để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất về thị trường. Chúng tôi sẽ trở lại với nhiều thông tin giá trị hơn nữa trong các video tiếp theo. Hẹn gặp lại và chúc quý vị thành công!